Dạ và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Dạ xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới cập nhật những mẫu ghe mới theo tháng nha. Và hôm nay hai anh ông anh ở bên Bến Tre nhanh lẹ tốc độ luôn. À, cảm ơn anh. Đã tin tưởng không? Dạ tin tưởng ủng hộ kênh của anh em. Qua là ảnh tốc độ luôn. Nãy giờ coi chưa được 10 phút. Dạ bây giờ bán cho ảnh. Anh Đạt sẽ chạy về Bến Tre cho ảnh luôn. Đây chú báo đời huynh đệ sẽ đi giao. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Theo dõi kênh lâu hả anh? Dạ tại cái này đa số là em bán của nhà. Dạ với lại em bán thì không cò lái, anh em cứ tới đây trực tiếp, tiền của khách mua thì em không bao giờ em lấy đâu, cứ thoải mái được giá thì cứ lấy. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi bây giờ anh Đạt sẽ chạy đi giao, em sẽ đi rước anh Đạt. Bây giờ khúc này là khúc hấp dẫn chồng tiền. Rồi cảm ơn bà con mình nha. Bà con ai có bán ghe thì cứ liên hệ với em. À, mua ghe liên hệ số điện thoại đưa lên bên dưới. Trại nhà em thì có nhận là thiết kế ghe câu nè, đóng mới, sửa chữa, đặt máy lớn. Ai có làm gì về ghe cứ alo em nha. Giá cả thì lúc nào cũng vậy, cạnh tranh tất cả các trại khác luôn. Anh báo giờ kiểm tra dầu. Con không có dầu, đổ dầu vô cậu Quý ơi. Bạn tiến hành mình đi. Rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Cho thêm lít hay lít đi, mua thêm đi. Dạ bỏ vô chứ. Vô đừng đi chứ. Rồi nhớ là không được em luôn an tâm. Dạ nhớ thì đầy đủ mà. Máy này chạy vô tư. Nhẹ nhàng tình cảm quay cốc cốc là lên đường thôi. Dạ nuôi cá. Ghe này tại dư bán. Chưa anh. Dạ dạ rồi cảm ơn em. Dạ rồi lên đường. Cho vô hầm luôn. Dở hỏng luôn vô trong kia luôn. Rồi tiến hành. Quá nhanh lẹ của chú anh chị ơi. Rồi cậu Quý với anh Đạt gồm gồm mạnh dữ trời. Dở hỏng xe luôn. Dạ từ từ xuống kỹ kỹ. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Để anh Đạt chạy bển cái rồi em chạy qua em rước ổng. Dạ. Rồi mọi thứ ok. Từ A tới Z. Dạ bye bye anh. Rồi chúc anh em thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát tài, câu cá là dính tràn ghe luôn nha. Dạ hẹn gặp lại. Quá tốc độ chưa đầy 10 phút nữa cô chú anh chị. Lên chốt hạ là lên đường. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi lên được. Ghe lên. Dạ rồi và bây giờ anh Đạt sẽ đi giao. Em sẽ đi rước anh Đạt nha cô chú anh chị. Em với chú Báo vài hôm nữa em với anh Báo sẽ đi giao ghe ở Đồng Nai. Xin mời cô chú anh chị mình xem clip. Dạ nếu thấy hay cho Tâm xin một nút đăng ký phía bên dưới và một nút like nha cô chú anh chị nha. À, để em ra được những cái clip hay cho bà con và em sẽ đi săn những chiếc ghe đẹp cho bà con nha. Giá cả thì em nói rồi, mua bán không hoặc còn lãi. Thích thì cứ mua. Còn tiền mua thì không có cần cho em nha, có cho em cũng không lấy đâu. Đó, chẳng hạn như ông anh, ảnh cho em cũng không lấy luôn. Rồi, cảm ơn anh với lại chú rất nhiều đã tin tưởng ủng hộ kênh của Tâm Vlog một chiếc ghe. Cảm ơn, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con, tạm biệt, bye bye bà con.